Bây giờ tôi sẽ nói những cái cách xử lý ảnh mà chúng ta sẽ gặp phải khi sau này ta ra nghề đó, là đôi khi không phải do mình thực hiện mà mình nhận làm của người khác, mà đa số các cái tiệm bên ngoài người ta giao cho mình nó thường là phông trắng. Như vậy thì đối với ảnh thời trang, nếu mà phông trắng hoàn toàn thì chúng ta sẽ dùng cái thủ pháp là trộn nền thôi. Rồi, nhưng mà nếu mà để ghép album để làm cắt ghép thật sự thì chúng ta sẽ cắt. Thì trong bài này tôi hướng dẫn hai phương pháp, thứ nhất là cắt và thứ hai là không cắt. Thì như trường hợp này dù không cắt đi lấy hình này nha, chỉ trộn nền thôi, tôi sẽ chỉnh sửa cho nó sáng lên cái đã, chỉnh nó sáng lên, chỉnh chủ đề sáng lên nha. Rồi tôi mở thẳng luôn nè. Như vậy làm sao cho cái nền nó trắng hoàn toàn, này nó không có trắng, là nhờ cần cho G hiệu ứng screen hình sẽ trắng nền. Sau đó chúng ta tạo mặt nạ lên đây, chúng ta dùng công cụ là brush, ta cho màu đen nha, khoảng cỡ 50%, chúng ta bôi lại, lấy là những chỗ nào cần lấy. Thường những ảnh thời trang thì nó sẽ dùng cái phong cách nó hơi sáng sáng như nè, nó nhìn nó sang, nó đẹp hơn nhiều ha. Và chẳng hạn vậy, nhìn như trái vậy nhưng mà không phải, đó là phong cách thời trang đấy. Rồi gặp lại, chúng ta sẽ kiếm một cái nền nào đó chúng ta trộn vô là xong. Những nền đó là những nền ấn tượng thời trang. Rồi giả sử ta lấy hào đại hình này đi nha, dụ lần này đi, hình này đi nha. Đó, chúng ta sẽ rớp lại, ví dụ như khổ 13 18 thôi. Sửa tôi lấy như thế này đi nha, khúc bên đây đi, anh ta. Rồi. Bây giờ mình sẽ cũng cắt hình này khổ 13 18 luôn nha. Rồi, chúng ta lấy cái nền này ta đặt qua cái hình này. Thấy nhỏ xíu đúng không? Convert to Smart Chat cho nó to lên. Rồi cho cái hình trên cái nền, nguyên tắc là như thế. Bây giờ lớp trên này nè, mình sẽ dùng hiệu ứng là Multi-Light trộn xuống, mình thấy rõ ràng chưa? Cái nền này chúng ta chịu khó cho nó sáng một chút. Rồi sau đó chúng ta dùng hiệu ứng cho màu trắng trên nè, cái lớp rỗng nè, cho màu trắng lên giữa hai lớp này là xong. Chỉ đơn giản vậy thôi. Đại khái tại vì tôi không có nền, tôi lắm làm đại vậy đó cho quý vị thấy. Thật ra nếu có nền thì nó sẽ tốt hơn, cho mà xíu nha. Rồi thêm lớp nữa kỹ hơn chút. Đó, vẽ kỹ đi xíu nha, là xong chứ có gì đâu.
Còn như cái này thường gọi là ghép mà không ghép á, này dành cho làm ảnh dịch vụ ở tiệm á, kiểu mà coi như là nhanh á, lẹ nhất, khỏi cắt nền gì hết. Lưu ý là cái phông nền mình phải là phông hệ sáng. Thấy không? Y như là chụp thật trên một cái cảnh tiết vậy đó. Thấy cái này chưa? Đó là cách mà ghép nhanh đó. Rồi bây giờ qua vấn đề tiếp theo là chúng ta không muốn ghép nhanh, ta không cắt thay phông thì làm sao? Phải cắt thay phông thì phải dùng công cụ bend thôi. Ví dụ như bức ảnh sau đây, bức ảnh bên đây nha. Bức ảnh này tôi muốn cắt thay phông. Bạn thấy chụp là bị bóng lùm hết trơn không? Nhà bị bóng, máy đứng thì bóng nè. Vậy tôi sẽ chỉnh màu, chỉnh hình ảnh đàng hoàng. Rồi mở lên. Chúng ta bắt buộc phải làm công việc như sau nè. Dùng công cụ Ben. Giờ mình chọn Ben, ở đây mình chọn là Bát nha. Bát. Rồi chúng ta sẽ cắt. Quần áo thì không quan trọng, cắt trước. Rồi ta đưa ra ngoài này. Ta xử như thế này. Tới tay nè, nó sẽ vẽ kỹ xíu nè. Giữ luôn chuột nha, giữ luôn kéo nè, nó sẽ thành cái đường cong theo ý mình. Tiếp tục kéo nè nha, đưa nè, giữ hình tròn kéo vô thì nó sẽ chỉnh được cái nút mình bên trên đó. Mình sẽ đóng lại cái chỗ cũ. Control Enter. Shift F6. Chúng ta cho khoảng 1 pixel thôi quý vị. Rồi chúng ta sẽ delete nó. Vậy là chúng ta đã bỏ được cái chỗ này rồi. Thấy rõ ràng chưa? Bỏ được khúc này rồi. Giờ chúng ta sẽ vẽ tiếp khúc này. Ngoài các cái tiệm làm ảnh hoặc các cái lab người ta thường hay làm vậy đó. Cái này chẳng qua là nhanh tay thôi, làm riết thì nó quen à. Bạn hỏi như vậy cực quá, bây giờ có cách nào để không phải cắt phông không? Dễ, thứ nhất là đừng có nhận hình của người ta làm. Thứ hai là mình sẽ mua phông xanh để mình tự chụp. Như vậy là chẳng bao giờ bạn cắt phông hết. Phần lớn người ta ở ngoài là chụp thường là phông trắng. Rồi ha. Cắt rất nhanh mà thấy không? Rồi bây giờ qua đến chỗ này. Đó. Rồi cần cho enter shift 6. Rồi delete. Có nhiều người làm này tối nằm mơ thấy luôn. Tại vì làm quá mệt, cắt miết rồi nằm mơ thấy thật á. Thì bên ngoài là xử lý ảnh cắt hình thay phông là phải như thế này đó. Cho nên cuối cùng thì bạn thấy một điều á, là làm album trong phòng á, nó cực hơn, khổ hơn là album ngoại cảnh gấp bao nhiêu lần, mà lại tiền thì không được bao nhiêu. Một cái bài toán nghịch như vậy đó. Lý do chỗ là tại vì chúng ta lại không có một cái công thức hay là một cái giải pháp nào, cho nên tao đành phải chịu như thế. Cho nên nếu mà chúng ta chấp nhận chụp trên phông Roma Key á, ta chấm cái mất phông vô cùng khỏe. Rồi chúng ta tiếp tục nha.
tự như vậy, cứ thế mà chúng ta làm tiếp thôi. Những chi tiết nào mà nó càng chi tiết càng phức tạp thì chúng ta sẽ phóng lớn lên, ta làm cho nó dễ. Như tới đây chúng ta chịu khó bỏ tóc con luôn, để tới đây thôi. Nhưng mà cắt phông thì chúng ta có thể thay bất cứ nền nào cũng được, nền tối, nền sáng, nền ngoại cảnh được. Rồi nếu mà chúng ta dùng pháp trộn nãy là chúng ta chỉ dùng được những cái phông design thôi. Và những cái phông mà hệ màu nó sáng là còn đưa những cái khác vô nó nhìn nó dị lắm, nó không có đạt yêu cầu. Rồi CF6. Rồi delete nó đi nha. Rồi các bạn xử lý gần xong rồi, nhưng mà tôi cố tình tôi để cái tóc lại đấy. Ta xử lý tóc. Chúng ta mà ngồi là cắt tóc á thì chẳng khác nào chúng ta đang gọt cái đầu người ta chứ không phải là cắt. Nhìn nó kỳ lắm, mình chỉ lấy bên ngoài vậy thôi nè. Rồi bây giờ tôi sẽ dùng giải pháp cắt tóc, có nghĩa là bữa lúa lưới bên ngoài cho nó xong cái đã nha. Rồi delete nó đi. Như vậy còn cái phần tóc thì sao? Xin thưa quý vị, phần tóc cho nó đẹp á thì mình sẽ dùng cái công cụ này nè, backdrop ha, background nè ha, eraser. Rồi mình cho chỗ này đánh dấu vô đây. Rồi chúng ta sẽ chọn cái này nè, lấy màu for background nha. Rồi ta cho đây khoảng cỡ 30% nè. Ta đánh dấu là giữ internet nè, click vào đây, màu này bỏ nè, không lớn lên, quẹt thử nè, cho này xuống đây chứ đó, chuyển màu chấm cho nó xuống. Rồi ta quẹt các bạn coi nè, mất thấy đã chưa, tóc trong vẫn còn nguyên à. Đó, ta giữ lại cái phần tóc con nữa nha. Đó, vậy xong rồi đó bạn, tóc là phải cắt vậy đó. Rồi như vậy là chúng ta đã vừa xử lý xong cái nền tóc. Bây giờ ta đưa cái hình lên nè, ta lay cái hình lên, lay cái nền nào đó lên đây nha. Ví dụ phông nền nha, chúng ta lấy đại cái phông này. Thấy không? Nó cắt đưa lên rất là hợp lý, không phải như kia nữa, thoải mái. Thì đó chính là cái giải pháp mà ở các tiệm người ta thường làm như vậy đó, ở các lab dịch vụ làm như vậy đối với nền trắng nha. Còn nền xanh thì bạn đã thấy rồi đó, nền xanh những bài đầu tôi chỉ đó, chấm cái mất liền. Như vậy là cái chương trình mà về vấn đề nghề ảnh chúng ta, về cơ bản là chúng ta sẽ làm về hình thẻ nè, chân dung nè, thời trang, hình album thời trang. Thì còn hai mảng nữa, đó là album cưới, hình cổng, hình phục hồi. Hình tiệc tôi chỉ rồi, hình phục hồi nữa là coi như chúng ta có thể ra nghề được. Thì đây chúng ta gần như đi được 2/3 chương trình. Chúng ta sẽ gặp lại vào cái bài tiếp theo.